Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel review nước hoa của mình. Thì ngày hôm nay á, mình sẽ giới thiệu tới các bạn một chai nước hoa tiếp theo của nhà Emmanuel Tudor Zegna. Thì mình đã review khoảng chừng hình như được 5 chai, 6 chai gì đó. Thì chai đầu tiên mình review á, cho các bạn biết tới nhà Zegna này á, đó là chai Florentine Irish. Chai thứ hai á, là Indonesian Oud. Đó, chai này nè, đó, Indonesian Oud. Chai thứ ba là chai Peruvian Empress. Chai thứ tư là Javanese Patchouli này. Chai thứ năm là Mediterranean Neroli. Chai thứ sáu hôm bữa mình mới review là Sicilian Mandarin. Còn này là chai thứ bảy là Italian Bergamot. Rồi chai thứ tám là Haitian Vetiver. Mình không có chai đó, mình cũng chưa có sample. Thì mai mốt mình mua chai đó xong mình sẽ review cho các bạn. Đây là cái chai của nó nè các bạn, đó giống như mấy cái chai của Zegna mà mình đang có rồi đó. Ok, thì trước khi mình review chai này á, mình xin nói sơ về cái nhà Zegna này á. Các bạn biết á, cái dòng Essence này á, các bạn biết mấy người điều chế không? Mình dành cho những bạn mà chưa biết á, bốn người điều chế cái chai này. Để cho các bạn coi bốn người này nè. Đó, là người đầu tiên là Perry Nerin. Người thứ hai là Frank Vogel, người thứ ba là Harry Freeman, người thứ tư là Jack Cavalier. Đó, thì để mình giới thiệu sơ qua thôi, sơ qua những cái chai nước hoa mà cũng năm người, bốn người này điều chế. Là Perry Nerin này là ổng điều chế cái chai mà mình yêu thích nhất trong tất cả các chai nước hoa của mình đang có. Đó là chai này, Emerald Interlude. Đó là chai nước hoa mình yêu thích nhất trong tất cả các chai nước hoa. Người thứ hai là ông này, Frank Vogel, thì ông điều chế cái chai của nhà Le Labor Santel Bamba. Người thứ ba là ông này, Harry Freeman, ông điều chế cái chai CK1 của Calvin Klein. Đó. Người thứ tư là ông này, thì ông này ông hiện tại á, ông là perfumer của cái nhà Louis Vuitton á các bạn, coi như là mấy cái chai nước hoa của nhà LV á, Louis Vuitton á, là do ông này điều chế hết. Thì ông điều chế cái chai này, đó mấy bạn bên Việt Nam rất là thích, của Bulgari Aqua Amara đó. Thì các bạn thấy không? Này các bạn nhìn đi. Chỉ có cái dòng này thôi mà nhà Zegna họ mời tới bốn perfumer nổi tiếng của Firmenich. Mấy người này làm việc cho cái hãng nước hoa Firmenich các bạn. Cái đó là cái công ty mà nó chuyên sản xuất nguyên liệu nước hoa. Thì bốn người này, ông này thì mình không biết làm sao, nhưng mà hiện tại ba người này là đang làm việc, Pierre Nerin, Frank Vogel với ông Harry Freeman này là đang làm việc cho cái công ty Firmenich á, ở bên Pháp thì phải. Ok, đó thì mình chỉ đơn giản á, là cái dòng Essence này á, là Zegna họ bung ra rất là nhiều tiền. Chủ yếu á, là họ muốn cái có một cái bộ sưu tập nước hoa mà coi như là không giống bất kỳ cái chai nào, mà nó độc quyền, mà giống như là họ cho mấy ông này á, coi như là tự do nghiên cứu sáng tạo, coi như là họ cung cấp kinh phí, họ cung cấp nguyên liệu. Các bạn biết không, cái nốt hương mà bergamot này nè của Zegna á, là nếu mà cho các bạn coi cái nốt hương của nó, thì cái mùi cam bergamot này của chai này á, hay là bất cứ cái chai nào của nhà Zegna á, là đều xuất phát từ cái nông trại trồng cái cam bergamot này riêng của Zegna, độc quyền cho Zegna, không có ai có, họ lấy từ cái nông trại của họ luôn. Đó. Thì bởi vì những cái chai nước hoa của nhà Zegna nó có nét riêng của nó. Đó. Thì các bạn thấy mà mỗi khi mà mình nhắc tới nhà Zegna, mình lúc nào cũng khen nó, là tại sao? Là tại vì á, họ giống như là thứ nhất á, là họ có cái mùi hương của họ độc quyền nè, không đụng hàng. Thứ hai á, là cái chai nước hoa nó đẹp, các bạn thấy không? Cái chai nó rất là đẹp, nó vuông nè, kiểu cổ điển rồi á, rất là sang, rất là nam tính, không nhìn cái là thấy rất là đàn ông đó. Rồi cái thứ ba á, là cái giá tiền của nó cũng vừa túi tiền. Các bạn biết cái chai nước hoa này á, thì nó nồng độ eau de toilette, hay các bạn thấy không? Nó eau de toilette nè, nhưng mà nó 125 ml, giá $220. Hồi trước mình mua có 205 thôi, bây giờ là $250. $220, mình xin lỗi. Đó. Thì đó, thì ba yếu tố đó là tại mình chọn cái chai Zegna này. Thì các bạn thấy ở trên đây á, là mình có cái hai tờ giấy. Thì mình mới vừa xịt để mình test thử hai mùi này, mình so sánh với nhau. Thì cái bên đây á là của Italian Bergamot của nhà Zegna. Còn bên đây là của Le Labo Bergamot 22.
Đó. Thì để mình review xong cái chai Italian Bergamot này của Zegna xong, mình sẽ so sánh hai chai cho các bạn biết nó khác chỗ nào. Ok, thì chai nước hoa này á là nhóm hương nước hoa của nó là hương cam chanh thơm ngát hay là citrus aromatic. Hương chính của nó thì nãy mình mới cho các bạn coi á. Rồi. À, đây. Ok. Hương chính của nó gồm có cam bergamot nè, hoa cam neroli nè, cỏ hương bài với lại rosemary. Rosemary á, có nghĩa là hương cây hương thảo các bạn. Thì hôm bữa mình lúc mà mình làm cái video mà về các nguyên liệu, các mùi hương, cái nhóm vòng tròn nguyên liệu trong nước hoa á, thì mình có nhắc nói á, là mùi hương lavender nè, hoa oải hương nè, với lại hay cây hương thảo rosemary, nếu mà nó có trong nước hoa thường thường là thuộc cái nhóm hương dương sĩ, fougère là hương hoa không có thật. Thì fougère với lại aromatic là nó có chung một, nó khác tên thôi nhưng mà nó có cùng một giống như là một cái nhóm hương là trừu tượng thôi, các bạn hiểu không? Đó thì cái chai này nó là citrus aromatic, tại vì nó có cái mùi hương cây hương thảo nữa các bạn. Đó, độ lưu hương của chai này á, các bạn biết không, nó lưu hương rất là lâu. Nó lưu hương phải nói là trên da mình nó là hơn 8 tiếng luôn các bạn. Các bạn nghĩ đi, cái mùi hương của nó là nhóm hương cam chanh. Đó, nó chỉ là mùi cam bergamot, hoa cam neroli vậy thôi. Nhưng mà các bạn thấy nè, người ta đánh giá nè, longevity của nó nè, thấy không? 17 người đánh giá nó là very long lasting, có nghĩa là nó lưu hương rất là lâu. 16 người đánh giá nó là lưu hương cũng lâu, các bạn thấy không? Còn cái độ CS của nó là cái độ mà giống như là nó tỏa hương trong không khí á. Các bạn thấy nó trung bình với lại nó khá nó, đó có nghĩa là cái chai này á, hồi sáng mình xịt đó các bạn, chỗ mình đứng từ xa mà cách đồng nghiệp của mình khoảng chừng để mình coi cũng khoảng hơn 1 mét á, gần coi như hơn một cánh tay á, mà người ta ngửi được, người ta nói là trời mày xịt cái mùi mạnh quá vậy đó. Và cái này nó tỏa hương rất là mạnh trong vòng 2-3 tiếng đầu tiên. Thì các bạn coi của là chai là Bergamot 22 nè, đó các bạn coi cái độ lưu hương của nó nè, trung bình nè, thấy không? 91 người đánh giá nó có trung bình thôi, rồi nó chỉ là mức tỏa hương trung bình thôi, nó không có tỏa hương tốt. Mà các bạn coi cái thành phần nguyên liệu của nó đi, thấy không? Rồi nó cũng có cam bergamot, nó có bưởi, cỏ hương bài, rồi cái này là orange blossom, cũng là hoa cam luôn, rồi tinh dầu lá cam, rồi vani, hổ phách, xạ hương với lại gỗ tuyết tùng. Mà các bạn thấy không, nó có mùi xạ hương, thường thường cái chai nước hoa mà nó có mùi xạ hương á, nó sẽ lưu hương tốt. Nhưng mà cái chai bergamot này nó lại lưu hương không tốt bằng cái chai của nhà Zegna Italian Bergamot, thấy không? Ok, nói về độ tỏa hương á, thì nãy mình nói rồi, nó tỏa hương khoảng chừng một cánh tay, nhưng mà trong vòng 2-3 tiếng đầu tiên thôi, sau đó thì nó tỏa hương khoảng nửa cánh tay. Thì nói chung là nó cũng tỏa hương khoảng nửa cánh tay cho tới 6-7 tiếng luôn các bạn. Cái chai này nó tỏa hương rất là tốt, tuy nó mùi cam chanh mà nồng độ eau de toilette, các bạn nghĩ đi, nồng độ eau de toilette EDT rồi nhóm hương cam chanh mà lưu hương hơn 8 tiếng, tỏa hương xa hơn một cánh tay. Các bạn thấy nó có phải là nó quá chất lượng không? Không phải là tự nhiên mình khi không mình đi khen cái nhà Zegna này. Các bạn thấy không? Mỗi lần mình nhắc tới nhà Zegna hay mình nhắc tới mấy cái chai nước hoa, mình review bất cứ cái chai nào của nhà Zegna mình đều khen nó. Đó, là nó phải có nguyên nhân, là tại vì nó chất lượng. Các bạn thấy không? Hỏi tới 4 người điều chế các bạn nè, không? Tới 4 người điều chế nó. Không lẽ tự nhiên Giang nhà nó rảnh tiền, nó đi mướn 4 người này về, nó điều chế coi như nguyên cái dòng Essential Line này có mấy chai, đúng không? Phải, nó họ chỉ muốn là nó có chất lượng, họ đem đến cho người tiêu dùng những cái sản phẩm coi như là chất lượng nhất họ có thể, mà với một cái giá tiền vừa phải. Đó, mà cái mùi hương nó hay, kiếm đâu ra nữa. Bây giờ các bạn thử, thật sự á, cái nhà Giang nhà này á, nè các bạn coi nè, mình cho các bạn coi nha, là nó thuộc giống như là công ty Estee Lauder á, họ điều chế. Thì gồm có Kylian nè, Zegna, Philip Morris, Tom Ford với lại Le Labo. Thì trong đây á, nó cũng có niche với designer luôn. Niche là Philip Morris nè, rồi Le Labo nè, với Kylian. Còn giữa hai nhà này á, là designer. Mà các bạn thấy á, nếu mà giữa hai cái này á, thì Tom Ford nó ăn đứt cái Giang nhà. Tại sao? Là tại vì Tom Ford cái mùi hương á, họ làm cái ông Tom Ford phải nói là ông rất là tài. Nó nhắc tới mà ông Tom Ford là mình cũng phải nể ông. Ông rất là tài năng. Cho nên những cái chai nước hoa của ông á, thường thường là coi như là nó độc nhất vô nhị. Nó chỉ có những cái người giống như là mấy cái nhà khác họ bắt chước Tom Ford thôi. Đó. Như điển hình như cái chai Tuscan Leather của Tom Ford. Các bạn thấy không? Cũng Perfume de Molly cũng bắt chước.
rồi Montor cũng bắt chước, thấy không? Bắt chước Tom Ford thì danh nhà thua Tom Ford, mình đồng ý. Danh nhà cũng thua Frederick Moore, mình đồng ý. Tại vì nhà Frederick Moore phải nói là cái tinh dầu với lại cái nguyên liệu của nó rất là cao cấp, mà cái mùi hương của nó rất là có nét riêng đó, cho nên danh nhà không bằng. Thực ra cái danh nhà cái mùi hương của nó là dạng coi như là linear, có nghĩa là từ đầu tới cuối thì nó cứ vậy thôi, nó không có biến đổi nhiều giống như Frederick Moore. So với nhà Keelan á, thì Keelan nó cũng không có phải nó ăn đứt cái nhà danh nhà là tại vì cái mùi hương của nó có chiều sâu hơn, nó phức tạp hơn. Nhưng mà nói về giả sử như nói về độ lưu hương hay độ tỏa hương á, thì mình nghĩ nó sẽ thua mấy cái chai của nhà danh nhà như Indonesian Wood nè, đó tỏa hương khủng hơn cái mấy cái chai của Keelan. Rồi nhưng mà nếu mà cho mình chọn giữa nhà danh nhà với Le Labo á, thì mình dám chắc á là danh nhà nó ăn đứt Le Labo. Thật sự là như vậy. Mình thử nào, mấy các bạn coi nè, nguyên một bịch Le Labo nè, đó là trong đây nó có gồm Chanel 33 nè, rồi Rose 31 nè, rồi list bao nhiêu á, list 41 nè, rồi bergamot 22. Mình thật sự là mình thử hết 5 chai rồi mà mình không vừa ý cái chai nào hết. Nhưng mà cái danh nhà các bạn thấy mình test hết 7 chai luôn, coi như là chai nào mình cũng vừa ý hết. Đó, hiểu không? Nó hay hơn, tuy nó cùng một công ty sản xuất nhưng mà cái cách họ dùng nguyên liệu á nó khác, cái cách họ điều chế nó khác, cái cách họ phối mùi hương với nhau nó khác. Đó, thì mình chỉ nói cho các bạn biết vậy thôi. Xịt dùng bất cứ dùng vào dịp gì á thì cái chai này dùng bất cứ vào dịp gì. Còn thời điểm khuyên dùng á là mình nghĩ cái chai này đã nó là bergamot mà, cho nên các bạn những bạn nào bên Việt Nam á xài chai này rất là hay, tại vì bên Việt Nam khí hậu nóng á xài cái chai Italian bergamot này rất là hay. Đó. Xịt bao nhiêu lần á thì các bạn có thể xịt từ 3 tới 4 shot. Tại vì thật sự cái chai này nó tỏa hương cũng rất là tốt và nó lưu hương cũng rất là lâu. Đó, cho nên các bạn không cần xịt nhiều. Còn độ tuổi khuyên dùng á thì mình nghĩ cái chai này các bạn phải từ 21 tuổi trở lên thì xài nó hợp hơn. Còn tính cách á là nam tính, sạch sẽ, mạnh mẽ, lịch sự. Đó. Ok, tới phần chấm điểm á là giá tiền của nó là mình chấm nó là 4/5 điểm, nó cũng hơi mắc. Hơi mắc chút xíu chứ không phải mắc lắm. Ồ, cũng còn có thể mua được. Thì 125ml mà giá 220 đô thì cũng ok, không có mắc lắm. Độ hấp dẫn của nó thì mình chấm nó 3/5 thôi. Thì tại vì cái mùi hương này nó rất là đơn giản các bạn. Nó chỉ là mùi hương cam chanh, cam bergamot độc quyền của nhà danh nhà thôi. Rồi xong nó kết hợp với mùi neroli với lại cỏ hương bài và rosemary, cây hương thảo. Nhưng mà các bạn chỉ ngửi, coi như từ đầu tới cuối chỉ là cái tông chủ đạo của nó là bergamot thôi, cam bergamot. Độ lưu hương của nó thì nó lưu hương rất là tốt, mình chấm nó 5/5 điểm, lưu hương rất là lâu. Độ tỏa hương của nó đó thì mình chấm nó 3/5 điểm, còn độ linh hoạt của nó mình chấm nó 5/5 điểm. Thì tổng số điểm của chai này á là theo như mình á là 4/5 điểm. Đó, thì nói chung á là mình không có ghét chai này, mình không giống như mình cũng thích nó lắm nhưng mà không có mê nó bằng mấy cái chai như Indonesian Wood nè, Japanese Patchouli. Tại vì biết làm sao? Tại vì nó cái mùi cam bergamot của nó chỉ đơn giản vậy thôi, nó không có gì gọi là đặc sắc, không có chiều sâu. Thì cái chai này nó thích hợp dành cho những bạn nào mà giống như có tính cách đơn giản thôi, giống như là không có thích những cái gì mà phức tạp. Đó. Còn mình thì mình thích những cái gì mà nó hơi phức tạp chút xíu, nó có chiều sâu hơn. Như mấy chai như Frederick Moore nè, Tom Ford đó, hay Emoise. Các bạn theo cái nhà Emoise là cái nhà nước hoa mình yêu thích nhất. Đó. Thì có một số bạn ha thì bình luận nói là tại sao mình review cái chai này nhưng mà tại sao mình lại nhắc tới những cái chai kia, rốt cuộc không biết mình review chai nào. Nhưng mà mình phải so sánh như vậy để cho các bạn biết á, là cái nhà nước hoa nào nó hay, cái chai nước hoa nào nó đáng tiền mua để cho các bạn mua, chứ không phải là mình chỉ review duy nhất một chai đó rồi xong mình không so sánh. Thì giống như các bạn biết không, mình review á nhưng mà cũng có nhiều ý kiến trái chiều nhau lắm các bạn. Người á thì ví dụ mình không so sánh thì nói bác ơi bác so sánh đi để mình biết coi nó có mùi hương nó có giống hay không. Rồi khi mình so sánh giữa chai này với cái kia, giữa nhà này với nhà kia thì lại nói là review không biết đang review cái chai nào. Bởi vì nói chung là 9 người 10 ý, nhiều khi mình cũng không biết phải làm sao. Nhưng mà thôi bây giờ mình cứ giữ vững lập trường của mình, thì mình review theo cách của mình thuận tiện thôi. Thì ví dụ như mình thấy cái chai này giữa so sánh cái này nó cũng là bergamot, cái này cũng là bergamot, thì giữa hai chai thì mình sẽ chọn cái chai này. Tại sao? Tại vì các bạn khi mình ngửi
Italian, cái chai của nhà Le Labo Bergamot 22 mình nghe cái mùi nó rất là thường, nó không có gì đặc sắc hết đó các bạn. Nó không có, nó tùm lum nước hương nhưng mà nó không có chiều sâu. Không phải mình không phải nó không có chiều sâu, ý là nó không có nó rất là lộn xộn, mà nó có mùi hương cũng giống như mấy chai designer vậy các bạn. Còn cái chai Italian Bergamot này á, thì cái phải nói các bạn ngửi một cái là các bạn thấy cái nguyên liệu nó cao cấp hơn liền, nó cao cấp hơn hẳn cái nhà Le Labo luôn. Nhưng mà các bạn biết không, tuy hai cái nhà nó cùng một cái công ty Estée Lauder điều chế ra, nhưng mà cái nhà Le Labo họ dùng cái nguyên liệu gì mình không biết, nhưng mà mình cảm thấy nó rẻ tiền hơn cái nguyên liệu mà họ dùng trong mấy cái chai nước hoa của riêng nhà. Các bạn thấy không, cái nhà Zara đó họ làm cái chai hôm bữa mình review, mình giống như mình làm cái video mà về cái nhà Zara đó, thì nó có một cái chai nước hoa nó có cái mùi hương tương tự cái chai Bergamot 22 này đó. Hỏi chứ nó cái mùi hương nó xê xích có chút xíu thôi, phải mình nói là 90% nó giống cái chai Bergamot Le Labo Santa Bamba đó, mà nó chỉ là một chai nước hoa 20-30 đồng thôi đó. Cho nên mình thấy nó cái nhà Le Labo này theo như mình á là không có đáng tiền mua cho lắm. Không phải là nó dở, tại vì nó là một trong những cái chai nước hoa mà rất là nhiều người yêu thích, nhưng mà riêng cá nhân mình á, tại vì đối với mình á là mình ngửi rất là nhiều rồi, mình nếu mà cho mình chọn á thì giữa hai cái chai Gian Nhà với lại Le Labo thì mình chọn Gian Nhà. Không phải là tại vì nó rẻ hơn, không phải là tại vì nó không phải tại vì mình mê cái nhà Gian Nhà, mà tại vì đơn giản á là cái nguyên liệu của họ nó dùng nó cao cấp hơn các bạn. Nó các bạn ngửi thử cái nhà Gian Nhà, các bạn so sánh với cái nhà Le Labo, các bạn sẽ biết là nó khác xa lắm. Hai nhà nó khác xa nhau lắm đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn vào clip sau. Chào tạm biệt.